Ôi, thề luôn, cái đoàn kia đông kinh khủng luôn đấy. Mình đi trà trộn vào đây. Yo, hello anh em nhá. Đó, rồi mới được đi lượn tại Hà Nội. Đó, hôm nay là một buổi tối, mình nghĩ là cuối tuần, khá là xôm. Thì mình có đi gặp một vài người bạn, tiện thể quay lại video cho anh em xem. Ok, let's go. Khá là lâu rồi mình không lượn đến phố. Sau cái hành trình kia là về nghỉ ngơi các thứ là cũng lâu rồi. Hôm nay mới có dịp đi lượn phố. Để xem là hôm nay chúng ta có gì nào. Chơi không? Đi chơi. Tự nhiên lại thấy nhớ mấy thanh niên dân tổ ở trên phố quá nhỉ. Hôm nay xem là lên xem là các bác cái hoạt động như nào. Thằng này bật pha này. Tắt đi ông ơi. Đây là Phùng Khoang của chúng ta. Nói chung thì ở Hà Nội thì cuộc sống vẫn đang diễn ra rất là bình thường anh em ạ. Chứ không toang như trong miền Nam. Trong Sài Gòn đang ấy quá rồi. Cảm giác như là shipper không thể chạy nổi ấy. Ở đây thì anh em tài xế mới để cho nó chạy. Và mọi hoạt động thì gần như là hoạt động bình thường. Chỉ có quán ăn là hơi ấy tí thôi. Quán ăn là tức là bán mang về thôi. Chỉ đi với tốc độ 20 cây số trên giờ rồi. Thật đấy hả? Như vậy hả? Thế là cứ đi như vậy hả? hôm nọ mình lắp cái con đèn này thì anh em bảo mình là lắp cái con bi cầu và black titan gì á. Nói chung là mình cũng tham khảo có nhiều loại đèn rồi anh em ạ. Thì cái con black titan ấy nó sẽ bị chói cái người đối diện này. Đi trong thành phố thì anh em nếu mà bật như vậy sẽ bị chói người đối diện. Đó, thì con này thì không nhá. Con này thì mặt cắt nó rất là tốt. Và nó nhìn thấy này. Anh em đi đêm mới hiểu rồi. Đấy, cái vấn đề mà người đối diện là bật trợ sáng mà chói mắt tới mình ấy, rất là ức chế. Cho nên là mình mới chọn cái này. Đấy, còn cái phần pha này thì nó cũng chưa đủ lắm, cho nên là mình mới muốn thêm một con L4 ở đây nữa. 160 plus. Mình nói chung là trong cái quá trình mình sử dụng thì cũng được. Ok, rất là an tâm luôn. Và cũng chả thấy ai phàn nàn gì khi mà mình sử dụng đèn trợ sáng cả. Lượn ở vòng Tham City. Đi đông lắm anh ạ. À, chốt kiểm dịch à? Thôi, không vào nữa. Đấy, vào những cái nhà của Vin thì bảo vệ rất là nghiêm ngặt anh em ạ. Hello bạn. Anh em kia rất là ngồi nhỉ? Màu này không phải màu Vin hả? Màu tháo tem này hả? Tôi có rồi, tôi thích màu đen, đen tuyền. Đủ cả vô rồi, bắt lên đây luôn. Just a little bit. Mạnh dữ ta.
lên số cứ bị trượt ta. Trượt á? Trượt bánh. Ờ, cứ lên đường giảm số cái là trượt bánh. Xoay bánh ấy. Số xoay bánh lên số. Nó vẫy đuôi. Lên số. Vẫy đuôi. Nó mạnh quá. Nhưng mà sao nó cao quá thì nó sẽ bị vẫy đuôi. À. Lắp đuôi ấy, nó mạnh quá nó bị lắp đuôi. Ờ có thể vậy. Mình cứ sợ nó đang bị không cơ cân bằng gì ấy. Anh chạy một thời gian là quen rồi. Bởi vì cái lực giật nó lớn. Nó khỏe quá đúng không? Ừ. Thế anh phải chạy một con cào cào gọi là lắp đuôi. À cào cào chuyển số lắp đuôi hả? Gọi là vua, anh xoáy cái lên là lắp. Vậy trước cái cầu nào? Ông vào lên bốc đầu hả? Em chơi stun hả? À. Nó bốc hết con đường luôn. Phải sau cái thằng này phát lên luôn đúng không? Ai vậy? Medic em chưa tập, đang định mua Medic để chơi thử, thế nhỏ. Mình cứ sợ là kiểu nó không cân bằng hay sao mà nó bị trượt bánh. Sợ. Không, đấy là cái do lực kéo ấy. Ờ. Mạnh vãi trưởng thật. Ông bạn ơi, bốc đầu, ui mình mẹ nhìn quả gối uy tín nhỉ. Đây bốc đầu vào ta đúng không? Dạ. Đây bốc đầu vào ta hả? Vâng, tập kỹ thuật mới, bốc đầu đa số. Nhìn bắt biết chân chơi bốc đầu luôn. Thế không sợ đau hả? Vẫn bốc tiếp hả? Vâng, vẫn chơi tiếp chứ anh. Anh vừa bán xe để chuẩn bị mua xe khác. Nào, chưa biết mua xe gì. Tức là tập này nếu mà muốn biết bốc đầu thì phải ngã rồi đó, đúng không? Ngã nhiều anh ạ. Ngã nhiều mới biết bốc đầu đúng không? Vâng. Vậy là đầu tiên là phải con xe là phải gắn súng đổ vào nhỉ? Đúng không? Tức là con xe anh không được xót xe, mà xót xe là không tập được anh. Ờ. Mình cứ sợ xót xe. Thế xác định rồi. Vâng. Đã bốc đầu là phải ngã. Chắc chắn là sẽ có rủi ro rồi. Mà cái dè sau rồi coi như vứt đi đúng không? Vâng, dè sau thì chắc là bỏ luôn. Thôi, anh em lên phố chơi đi á. Vâng. Hẹn anh em sau nhá. Vâng, okay. Anh về. Bạn đi nhá. Ừ. Đấy, phố có gì? Phố á? Ờ. Đi. Mình định xem một xe. Tuy nhiên là xe của bạn ấy còn phải làm nhiều thứ quá. Tem rồi đầu đèn rồi hệ thống điện. Rồi bây giờ anh em mình lên phố xem thế nào nhỉ? Ôi ơi, Hà Nội của tôi. Lâu lắm rồi mới lên Hà Nội nhỉ? Bây giờ lâu lắm rồi mới lên phố. À, có mấy dân chơi đây rồi. Ơ, tiệm mới đấy kìa. Mới đấy kìa bán. Ra giao lưu. Sang kia đi. Ô, có con Vin kìa. Ui. Cypher. Ừ quá, mày mượn là con kia mà chạy một đoạn thôi, sướng lắm nhỉ. À, nó phát nhạc bằng xe hả? Vãi nhái thật, đỉnh cao nha. Con đấy mà mình đi tour thì thôi, nòng mẹ luôn, sướng. Con ô tô này đó, nổ. Holy shit. Đi không? Đi theo mấy thằng kia không? Để trâu kia không? À, VIP nha. Đi quái gì vậy? Đi xem đi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác đi xem xe này nhờ. Vui là nắng rồi, có vài con à. Vãi đái thật, ông chạy ngông thế nhở? Chết máy. Sao? Quên gì? Em bảo trên cơ. Trên cơ á? Vãi cứt, ăn còn quên. Thôi đi lượn lối này đi. Ui, thề luôn, cái đoàn kia đông kinh khủng luôn đấy. Mình đi trà trộn vào đây.
kéo vào đèn đỏ đâu. Buồn cười quá luôn. Cái nhiều mà nó phí còi kiểu phát hiện ra tao ấy là gián điệp ấy. Nó đang bị u sọt. Buồn cười. Cái này đi. Cứ âm thầm đi trà trộn vào giữa thôi anh em. Không nhận ra mình đâu mà. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mà nhiều xe như thế này. Quá đông vui luôn. Ở đây thì có chăng giãn cách rồi anh em ạ. Tức là không được ngồi lâu. Ngồi đợi đây. À, ngồi đợi đây. Buồn cười, bọn kia nó cứ quay ra nó nhìn tao. Tức là đi qua cái thì cái nó nhìn nó sao ông nào đây vậy, sao vào đoàn mình ấy. À đi đi hả? Ok ok đi đi. Cảnh sát rồi mà đi. Nói chung là hôm nay clip của mình đơn giản như vậy thôi. Đi lượn một chút ở Hà Nội. Đấy, lâu lắm rồi không được đi lượn. Lâu lắm rồi không thấy nhiều xe như vậy. Hôm nay thì Duy đòi về sớm thì cũng không có các bạn đồng hành cùng. Buồn quá, đi về luôn. Má, đúng rồi, chỉ có Hà Nội nó không đổi mũ thôi nhỉ. Đầu gấu không? Đây một đoàn mấy chục người luôn đấy. Giá ma đông đông không? Đông thế mẹ gái trai à? Rồi hôm nay clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy cảm thấy thú vị thì nhớ để làm một like, comment và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Ôi ơi, đông thực sự luôn đấy. Cái gì thế này, không ai đi đua à? Ôi ơi. Mẹ đúng mày. Vãi cả bìu. Hình như là mình đang đi trên cái con đường mà đó là cái cung đua của mấy thanh niên này. Vãi bìu. Ô cái thằng ngóng ơi. Trời ơi mà chết hết bây giờ.